Vâng em, tô cua ngọt lắm. Cái gì cho nhiều đá lên, một xong cũng cho đá đi. Trong Thì... giá phải như nhiều đá là đẹp rồi. Không. Đá mới đá là một đường thôi. Bệnh tật đầy mình này. Sao lại đi trong đứng trong đá không? Ít đường nó nhạt rồi, ít đá nữa. Mình xem đi chơi. Có một nhớ ảnh anh em. Ngày xưa làm tí tiểu sử kẻ hủy diệt ánh sáng. Đây xíu nhau rồi đấy. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để phòng màu cho những bức tranh. Đây là những chú rùa và chú cá lóc xinh đẹp. Nhấp nhấp nhấp. Trời ơi. Cho phép truy cập thử việc. Đi về làm cái này à, về Bilibili web anime rất mới tổng hợp một cái video ngắn rồi đủ loại nhiều cái chế đó. Boom. Nay nó giảm với ta xem thế nào cũng 21.000 không mấy nghìn không nhưng mà cả 21.000 này đặt ít có mã nặng 100.000 theo đơn hàng từ 300 nhưng mà không ai uống nên từ 300 bây giờ vậy không đương nhiên không rồi, cái việc sao phải trả tiền con biết không, hả nợ lần gì không quen nợ lần gì này đẹp lắm trả tiền nha. Như vậy chị ơi rồi nhi này giao diện này giờ chụp ảnh tấn công ra mà bê thấy thầy nhỉ sáu
được thành công này thì phát cái này được kiệt rồi. Sao mà fake được? Chết rồi, kiệt rồi. Sao anh lại được đây? Thì bạn giải lỗi đi. Bạn này quẹo. Ở nhà chưa gọi ông Thiêu. Ở nhà thằng kia nó rủ đi xem phim mà mình quên mất. Không biết có phim gì hay không? Lập như này không? Mà thằng này không xem anh ấy không xem nó. Chán lắm. Giờ xem chán quá. Anime thì chẳng có cái gì. Anime. Yo. Chưa đến một khối à? Má điên. Double kill. À đúng rồi. Chịu thôi, tắt anh ơi, giết em đi được vừa. Tăng lên anh, tăng lên tầm 30 là đẹp. Điều hòa thổi thẳng số mà không lạnh hả? Không. Thay rồi. Dầm 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 dầm.
ghê nha mọi người. Quay ghi bàn sườn khó thì mới là quan trọng anh đưa cái đi chợ hay là đi siêu thị. Ok mọi người. Ca sĩ Trương Yên tên thật Chu Đăng Thanh, 39 tuổi, quê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Anh là con út trong một gia đình có 3 anh em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên giọng ca 39 tuổi tự tìm đến Đắk Lắk tìm cách để thoát nghèo. Hồi mới vào nghề, Trương Yên đi diễn ở phòng chợ, đồng thời làm thêm một số công việc khác như bốc phát, bán vé. Một sinh đã được tắt rồi, giờ là chết là cú luôn đấy. Không, liên xì phải từ từ. Mình đã vô tắt thì dính drop thôi. Một là nguyên về phần ảnh này, một mục thì nguyên về đặt đồ, đặt xe, đồ ăn này, một mục thì nguyên về trong phim này.